Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm chiffon cacao nha. Cái nguyên liệu để làm ra cái món bánh chiffon cacao thì mọi người cần cho mình là 85g cake flour nhé và 15g bột cacao. Mình xài loại cake flour này nha. Và bột cacao thì mình xài loại này nha. Nhưng mà nếu mà bạn không có cái hiệu này thì bạn có thể xài hiệu khác cũng được, không sao hết nha. Và 80ml sữa tươi, 70ml dầu ăn, 130g đường, 6 quả trứng gà, xay lớn nha. Và 2.5ml cream of tartar, để một tí mình đánh trứng á. Mình xài trong cái khắp nhỏ như thế này nha. Nó là 2.5ml hoặc là nửa teaspoon đó. Nếu mà mấy bạn không có cái ml thì mấy bạn lấy là nửa teaspoon nha. Đó là nguyên liệu, còn cách làm như thế nào thì mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ tách lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra riêng nha. Khi tách lòng trắng và lòng đỏ thì mình để lòng trắng qua một bên. Mình sẽ đánh lòng đỏ nha. Mình đánh chung lòng đỏ với khoảng 30-40g đường. Sau đó mình sẽ từ từ cho tất cả các hỗn hợp dầu ăn, sữa và bột mì với bột cacao vào trong đây. Mình đánh cho cái hỗn hợp nó hòa quyện đều với nhau nha. Mình sẽ cho một nhúm muối nhỏ vào chồng trắng mình đánh. Sau khi nó tơi lên thì mình sẽ cho cream of tartar vào mình đánh. Rồi mình sẽ cho hỗn hợp đường từ từ vào mình đánh cho đến khi có chớp nhọn là được nha. Thì bây giờ mình sẽ trộn cái lòng trắng này vào bên cái hỗn hợp lòng đỏ này nha. Cái này mình có thể chia làm bốn, mình trộn từ từ kiểu folding á mọi người. Trong thời gian này thì mình có thể bắt lò lên mình reheat nó nha, làm nóng trước khi mình nướng nha. Nhưng mà nhớ đừng có nướng cái khuôn hay là làm dầu cho khuôn nha. Tại vì mình nướng theo kiểu của nướng chiffon á thì không cần phải làm nóng khuôn hay là xịt dầu khuôn gì đâu nha.
Bây giờ cái hỗn hợp nó đã được hòa quyện và mịn như thế này thì mình đem mình đi nướng nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy chiếc đũa này, mình đi đường zig zag và mình gõ khuôn hai cái, rồi sau đó mình sẽ đem đi nướng nha. Công dụng của nó sẽ làm vỡ bọt khí, những cái bọt khí lớn còn đọng lại trong cái khuôn á, và mình sẽ nướng ở thời gian là 140 độ C cho 25 phút, và sau đó là 130 độ C cho 45 phút. Mọi người nhớ lưu ý là mỗi lò nướng khác nhau nha mọi người, cho nên nhiệt độ nhà của mọi người như thế nào thì mọi người có thể tự điều chỉnh nha. Mình thì mình nướng mà một lửa đó, mình thấy cũng ok, nhưng mà cái bánh không có được ngon bằng mình nướng hai lửa như thế nha mọi người. Đó là ý kiến riêng của mình thôi. Còn nhà các bạn như thế nào thì mấy bạn tự điều chỉnh nha. Lúc nó còn hơi ấm thì chúng ta sẽ lấy ra và để nguội trên cái rắc này cho đến khi nguội hẳn rồi mình thả ăn nha mọi người. Bánh nó rất là ngon luôn nha. Bây giờ để mình cắt ra thử bên trong cho mọi người xem nha. Rất là xốp luôn nha. Cái này con nít nó rất là thích. Mình bẻ ra bên trong cho mọi người xem nè. Rất là thơm. Để mình ăn thử một miếng cho mọi người xem nha. Rất là ngon nha mọi người. Nó có độ ngọt rất là vừa phải, vị đắng nhẹ của cacao và mùi thơm của bánh bông lan. Và với cái kiểu mà bông lan chiffon thì bên trong nó rất là mềm mịn, có độ ẩm vừa phải, rất là ngon và ăn không có bị khô nha. Nếu mà bạn nào chưa thử thì có thể áp dụng thử cách của mình nha. Thôi, video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha. Bye.